Cô Minh chào các em, đã đến với bài học tiếp theo của toán lớp 2. Trước khi bắt đầu bài học, các em chuẩn bị cho cô sách toán lớp 2 tập 2 trang 125, giấy và bút cùng với mô hình đồng hồ bằng nhựa hay là bằng bìa các em nhé. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ biết thêm một đơn vị đo thời gian thông qua bài học, đó là giờ, phút và thực hành xem đồng hồ. Muốn biết thời gian để làm việc, nghỉ ngơi, người ta đã sáng chế ra chiếc đồng hồ. Trên chiếc đồng hồ, người ta sẽ căn cứ vào hai kim để biết thời gian. Trong hai kim đó có một kim ngắn và một kim dài. Kim ngắn chỉ giờ, còn kim dài chỉ phút đó các em ạ. Các em cùng quan sát với cô xem khoảng cách mỗi số trên đồng hồ là bao nhiêu phút vậy? À, đúng rồi các em giỏi lắm. Khoảng cách giữa mỗi số trên đồng hồ là 5 phút nhé. Bây giờ các em hãy đếm lần lượt khoảng cách giữa hai số để xem 1 giờ là bao nhiêu phút nhé. Các em cùng đếm cùng cô nào. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Các em đếm xong chưa nào? Các em đọc kết quả với cô nào. 1 giờ bằng 60 phút. Với kiến thức các em đã được học, bây giờ cô mời các em cùng đọc đồng hồ này chỉ mấy giờ giúp cô nào. À, đúng rồi đấy các em ạ, là 8 giờ. Vì lúc này kim giờ chỉ số 8 và kim phút chỉ số 12. Chúng ta tiếp tục quan sát lên đồng hồ này với cô nào. Và cô trò chúng mình thấy đồng hồ chỉ kim ngắn là kim giờ, chỉ số 8 dịch lên một chút có nghĩa là hơn 8 giờ. Và 8 giờ bao nhiêu phút? Bây giờ chúng mình hãy nêu vị trí của kim phút. À, đó là kim phút, là kim dài đang chỉ số 3, mà số 3 là đồng hồ đang chỉ 15 phút. Vậy đồng hồ đang chỉ 8 giờ 15 phút. Cô trò chúng ta cùng nhau đọc giờ trên đồng hồ này với cô nhé. Trong hai đồng hồ trên, các em nhìn thấy có điểm gì giống nhau không nào? À, kim phút điều chỉ số 3, ta sẽ đọc là 9 giờ 15 phút và 12 giờ 15 phút. À, vậy đồng hồ này đang chỉ mấy giờ các em nhỉ? Cô dành thời gian cho các em suy nghĩ nào. Đáp án đúng của chúng ta là chúng ta sẽ xem kim ngắn. Kim ngắn đang chỉ số 8 nhưng mà chưa đến số 9, có nghĩa bây giờ là hơn 8 giờ. Và 8 giờ bao nhiêu phút? Chúng ta hãy nêu vị trí của kim phút. Kim phút là kim dài đang chỉ số 6. Kim dài chỉ số 6 nghĩa là 30 phút. Vậy là 8 giờ 30 phút, hay còn gọi là 8 giờ rưỡi. Chúng ta tiếp tục cùng xem đồng hồ này chỉ mấy giờ giúp cô nhé. Các em đã có câu trả lời rồi phải không nào? Lúc này kim ngắn là kim giờ đang ở giữa số 2 và số 3, còn kim phút là kim dài đang chỉ số 6, mà số 6 là 30 phút. Ta sẽ đọc cho đồng hồ này là 2 giờ 30 phút hay là 2 giờ rưỡi. Tương tự đồng hồ tiếp theo, các em nhìn thấy mấy giờ giúp cô nào? À, đúng rồi đó các em ạ. Kim ngắn là kim giờ
đang ở giữa số 4 và số 5. Còn kim phúc là kim dài, đang chỉ số 6, mà số 6 là 30 phút. Ta sẽ đọc cho đồng hồ là 4 giờ 30 phút hay là 4 giờ rưỡi. Để xem các em đã hiểu bài như thế nào rồi. Cô trò chúng mình sẽ đi vào quay đồng hồ. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Cô trò chúng mình cùng quay nhé. Nào, các em đọc giúp cô đồng hồ này chỉ mấy giờ nhé. Đúng rồi đó các em ạ, là 10 giờ. Các em cùng cô quay đồng hồ này nào. Cô nghĩ các em sẽ nhanh chóng đọc được rằng là 10 giờ 15 phút. Cô lại tiếp tục quay đồng hồ. Các em trả lời giúp cô nhé. À, rất chính xác là 10 giờ 30 phút đấy. Để củng cố lại nội dung bài học, cô mời các em đọc giúp cô yêu cầu bài 1 nào. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Trước hết, các em quan sát kim giờ để biết đồng hồ đang chỉ mấy giờ. Sau đó, quan sát kim phút để biết đồng hồ chỉ bao nhiêu phút. Rồi các em gửi kết quả về cho cô nhé. Ở bài tập 2, các em xem nội dung các bức tranh tương ứng với giờ sinh hoạt của bạn Mai để chúng ta lựa chọn tương ứng với đồng hồ nào cho phù hợp. Còn ở bài tập 3, các em thực hiện phép tính cộng trừ như các em đã được học, rồi chỉ việc thêm số đo thời gian vào ở đằng sau kết quả. Các em nhìn lên bài mẫu nhé. 1 giờ cộng 2 giờ bằng 3 giờ. Ta chỉ việc lấy 1 cộng 2 bằng 3. Ta viết số 3 rồi kèm đơn vị thời gian ở đằng sau số 3. Ở phép tính 5 giờ trừ 2 giờ bằng 3 giờ. Ta chỉ việc lấy 5 trừ 2 bằng 3 rồi viết số 3 kèm đơn vị thời gian ở đằng sau số 3. Các em cần lưu ý là phải viết đơn vị thời gian vào ở đằng sau kết quả nhé. Các em cùng đọc yêu cầu đề bài giúp cô nhé. Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ 2 giờ, 1 giờ 30 phút, 6 giờ 15 phút, 5 giờ rưỡi. Ở bài tập này, các em sử dụng đồng hồ trong bộ đồ dùng học tập của mình rồi quay nhé. Các em cần lưu ý là 5 giờ rưỡi nghĩa là 5 giờ 30 phút nha. Các em hãy nhanh chóng làm và gửi kết quả là phiếu học tập về cho cô nhé. Cô rất mừng là các em đã cùng cô học xong bài học của ngày hôm nay rồi. Cô mến chào các em. Hẹn gặp lại các em trong tiết toán tiếp theo nhé.